Chào cả nhà, đây là bí quyết giúp cho dàn dừa nhám của xe mình lúc nào cũng được mới. Các bạn có thể thấy sự khác nhau giữa phần đã được xịt và phần chưa được xịt mặc dù đã rửa xe trước đó. Dung dịch trong chai là tổng hợp các phụ gia bảo dưỡng, tạo lớp bóng bảo vệ và làm đậm màu nhựa, không có tác dụng như sơn. Theo cảm nhận của mình, các bạn nên rửa xe thật sạch trước khi xịt dung dịch trên nhựa nhám để đạt được sự tối ưu của sản phẩm. Rửa xe tại nhà nếu không dùng chất tẩy rửa mà chỉ bằng nước sạch thì vài lần mới bay lớp dung dịch trên nhựa nhám. Quá trình trải nghiệm sẽ thấy bụi bẩn bám trên dàn nhựa sẽ trôi nhanh hơn khi rửa xe, không bám lan lộ vết dơ, tạo ố là nguyên nhân chính gây tổn hại đến tuổi thọ dàn nhựa nhám. Đối với những dàn nhựa nhám có vết chày xước hoặc bị bạc tróc màu do không bảo dưỡng định kỳ thì không thể phục hồi được dù các bạn có sử dụng các sản phẩm cùng loại ngoại nhập đắt đỏ. Các bạn nên sơn mới lại, thậm chí thay mới dàn nhựa nhám cho những trường hợp trên. Các dòng sản phẩm bảo dưỡng có thể được ví như mỹ phẩm cho xe. Nếu chúng ta chủ quan chỉ dựa vào sản phẩm mà không kết hợp với sự chăm sóc bảo quản thì ngoại hình sẽ xuống cấp nhanh chóng.